Giới thiệu với anh em một cái mảnh kim loại khá là đơn giản nhưng mà dùng để đo các loại ren. Để ren thì có loại ren vuông hoặc là ren hình thang hoặc là ren nhọn. Thì miếng này người ta còn gọi là cử đo ren hoặc là dưỡng đo ren. Thì đối với loại ren này là ren lớn. Họ bỏ trong cái túi này, cái miếng này nó có mã hàng của nó là 472005. Thì khá đơn giản nhưng mà người ta làm nó chuẩn chuẩn, tức là cái kích thước của nó được hiệu chuẩn ở trong các phòng thí nghiệm và nó rất là chính xác. Thì chúng ta khi chúng ta tiện ra các loại ren, sau đó chúng ta mới đưa cái miếng này vào để chúng ta thử xem nó nằm ở cái khoảng nào thừa thiếu, sau đó chúng ta hiệu chỉnh. Thường là thừa thì mới hiệu chỉnh được, chứ ren mà thiếu thì chả hiệu chỉnh gì được. Nó thì cái này họ sản xuất theo tiêu chuẩn là DIN 103 đó. Thì ở đây là bạn thấy ở trên đây là ren, này là ren hình thang này, ren này là ren vuông này, thì nó có các cái chỉ số người ta đúc sẵn ở đây, thì các chỉ số của cái bước đo ở đây này, chỉ số đây giảm dần, chỉ số đây giảm dần, tăng dần về phía này. Rồi đối với ren nhọn thì người ta có cái đỉnh ren nó sẽ có cái góc góc như góc này là góc 60 độ, góc này là góc 65 độ. Thì khá là đơn giản như vậy thôi. Thì tùy theo chúng ta cứ thử và đưa vào cái ren, chúng ta thử vào các cái khe này, thử các khe này cái nào nó vừa nhất và nó khít nhất thì chúng ta có cái ren chúng ta tạo được bằng máy, hoặc là chúng ta sửa chữa ren, hoặc là chúng ta sản xuất mới. Thì cái miếng nó đơn giản, chúng ta check kiểm tra nhanh được. Vogel sản xuất miếng nào miếng cái loại đơn giản thôi. Cái này thì nhìn nó rất là đơn giản nhưng mà chắc có lẽ nó đánh giá là vì các cái dưỡng ở đây, các xe ở đây là nó chuẩn chính xác.